Ga quốc tế tại phi trường Tân Sơn Nhất điều hiu trong những ngày cận Tết. Thưa quý vị, trong những ngày sát Tết thì ga quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất ở thành phố Sài Gòn được ghi nhận khá im ắng, không còn hình ảnh người người tấp nập chờ đón thân nhân về quê đón năm mới từ nước ngoài. Tại tầng trệt của ga quốc tế có khoảng 8 quầy ăn uống ở bên ngoài. Hiện chỉ có duy nhất một cửa hàng là còn duy trì hoạt động, còn lại thì đều đóng cửa gần một năm nay. Tuy nhiên, cách đó khoảng 100m là quang cảnh hoàn toàn trái ngược. Đó là hình ảnh đông đúc và tấp nập ở nhà ga quốc nội của phi trường này. Tại đây, số lượng người rời thành phố Sài Gòn để về quê đón Tết đã bắt đầu tăng hơn so với những ngày trước đó. Được biết, ngành hàng không nội địa hiện đang vào giai đoạn cao điểm Tết. Thống kê cho thấy, ngày 5 tháng 2, các hãng hàng không đã khai thác 643 chuyến bay, vận chuyển khoảng 85.400 khách. Ngày 6 tháng 2, số chuyến bay là 746, với tổng số khách đạt gần 104.000 người.